Hội thi hoa lan toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 11 và 12 tháng 11 tới đây. Hội thi là sân chơi mang nhiều màu sắc ý nghĩa dành cho những người yêu thích hoa phong lan trên khắp các vùng miền của cả nước. Để chuẩn bị cho hội thi, các nghệ nhân hoa lan tỉnh Vĩnh Long đã dành thời gian công sức chăm chút cho các tác phẩm, góp phần mang nhiều màu sắc phong phú đến hội thi. Đến với phong lan như một cái duyên và gắn bó với loài hoa này trên 30 năm, nghệ nhân Trần Mạnh Tiến đã có nhiều tác phẩm đẹp ấp ủ tham gia các hội thi hoa lan trong và ngoài tỉnh. Đến với hội thi hoa lan toàn quốc lần này, ông tham gia khoảng 3 tác phẩm. Trong đó, độc đáo nhất có thể kể đến là chậu lan lá phát tài có tuổi đời hơn 5 năm với dáng lá xum xuê độc lạ. Để góp phần làm cho các cuộc hội thi thì nó thêm nhiều màu sắc, đậm đà, đem vẻ đẹp cho tỉnh nhà. Thì mình cũng trồng được mấy tác phẩm để chăm sóc để mà đem xuống trưng bày, từ nhỏ mình dưỡng lên cho tới lớn thì cực kỳ khổ công, coi như nó phải mấy năm trời mới ra được một tác phẩm. Hội thi hoa lan toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 quy tụ khoảng 600 tác phẩm dự thi với 9 chủng loại gồm lan Cattleya, tem sổ mini, lan Dendrobium, lan Dendrobium chớp, lan hài, lan rừng, lan tổng hợp và lan lá phát tài. Nhiều thể loại mới được bổ sung đa dạng hơn so với những năm trước. Đây là cơ hội để nghệ nhân và nhà vườn trồng lan trên khắp mọi miền đất nước có cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh chăm sóc hoa lan, các kỹ thuật lai tạo giống hoa, xây dựng các tác phẩm mới đẹp để dự thi và cống hiến cho công chúng thưởng lãm. Trước mắt thì hiện tại thì cũng có khoảng được mười mấy tác phẩm để vừa trang trí và vừa ủng hộ quốc hội vui với hội. Hiện tại có hai thể loại, có thể loại là đen đô nắng, rồi một số cây đen đô chớp. Chớp thì có nhiều thể loại giống như là nhiều màu. Tôi thì cũng chơi lan cũng được khoảng mười mấy năm, nhưng mà cũng mới gọi là tham gia góp vui thi thố của các cái hội cũng được khoảng 3 năm nay. Cây lan có giống như là một cái niềm vui, một cái gì đó nó đem lại cho mình một cái giải tỏa và một cái đam mê sau giờ làm việc. Tham gia trưng bày triển lãm và hội thi hoa lan toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 tại tỉnh Vĩnh Long lần này, có 52 câu lạc bộ hoa lan cùng 700 nghệ nhân về tham dự. Khâu chuẩn bị mà cho cái tổ chức cái hội thi hoa phong lan toàn quốc năm nay á, thì câu lạc bộ đã có một cái khâu chuẩn bị trước là khoảng 6 tháng nay, nhằm cái quy tụ được khoảng là 600 tác phẩm, và tất cả là khoảng tầm 52 câu lạc bộ hoa lan trên các cái tỉnh thành trên cả nước về đây để mà tham dự cái hội thi lần này. Thì cái công tác chuẩn bị là về hoa lan này coi như là nó đã hoàn tất. Quy mô năm nay nó có nhiều hơn năm ngoái, là thêm tới 9 bộ môn. Hội thi hoa lan toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 11 tại khuôn viên công viên truyền hình Vĩnh Long. Đây là dịp để người dân, khách du lịch chiêm ngưỡng thưởng thức vẻ đẹp của những giọt hoa lan được các nghệ nhân dày công chăm sóc, cùng tham gia các hoạt động du lịch sinh thái vùng sông nước, góp phần quảng bá du lịch Vĩnh Long.